Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ 44 đến 60 tuổi, gặp đại họa, hay trời cho lộc phát tài rực rỡ. Quý vị thân mến, số phận đa đoan phủ bụi trần, sao rời vật đổi mãi gian truân, chiều qua rực rỡ đài sen thắm, sáng lại mai tàn cạn nghĩa ân, lúc vẫn còn thịnh bao kẻ trọng. Xa cơ lỡ vận chẳng người thân, vòng xoay tạo hóa vẫn công bằng, khổ tận hậu vận bỗng thăng hoa. Thưa quý tín chủ tuổi Canh Thân thân mến, đôi khi cuộc sống tràn đầy rực rỡ như một đài sen thắm, thể hiện sự hưng thịnh và thành công, tuy nhiên, lại có khi vừa chuẩn bị chạm được tới đỉnh cao, mọi thứ lại thay đổi đột ngột, chuyển sang thời kỳ khó khăn gian khổ, thế mới nói, sự thịnh suy trong cuộc đời là điều tất yếu và không thể tránh khỏi, nhưng vòng xoay tạo hóa vẫn công bằng. Tất cả đều phải đối diện với khó khăn của cuộc sống và tất cả cũng đều sẽ có được những giây phút hạnh phúc. Theo giới tử vi cổ học cho biết, Canh Thân là con giáp cả quãng đời vừa qua phải chịu nghèo khổ, đen đủi, vận hạn triền miên. Khi có những lúc con giáp này rơi vào bế tắc trước số phận, nhưng họ luôn cố gắng, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vậy thì liệu bước vào trung vận, con giáp Canh Thân này sẽ như thế nào? Cuối đời sống vinh hay sống nhục, an nhàn sung sướng hay vẫn khổ cực trăm bề? Nếu thực sự muốn biết, hãy cùng theo dõi đến cuối video để có câu trả lời nhé. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ 44 đến 60 tuổi, gặp đại họa, hay trời cho lộc phát tài rực rỡ. Canh Thân số mạng như này, đại khê nước lớn chảy về thiên nhiên, thu đông sinh thuận mới yên, thanh nhàn sung sướng sáng kiến nhiều nghề. Xuân hạ lỗ số bị chê, giàu có làm đặng công thần cũng lo, xét qua trong đạo vợ chồng, hoa thơm cương nghị trăng vòng tròn hương, chẳng qua gãy gánh giữa đường. Duyên sau chắc nối mới yên ra đằng, tiền bạc làm có trong tay, ba chìm bảy nổi đổi thay gia đình, số phải xa mẹ khắc cha, tha phương lập nghiệp tiền tài thịnh hưng. Trước tiên xin được tâm sự cùng Canh Thân đôi điều. Quý vị thân mến, có nhiều người khá cẩn trọng khi bước vào độ tuổi 45 của cuộc đời, bởi đây là cột mốc quan trọng đánh dấu nhiều thay đổi cả về cảm xúc lẫn thể chất ở tuổi này. Việc lên kế hoạch để rèn luyện sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần là rất quan trọng. Bởi việc chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng giống như trồng một cái cây, nếu được tưới mát và chăm bẵm mỗi ngày, phần gốc rễ này sẽ lớn mạnh để có thể giúp cây sống khỏe. Thế nên, dù cho mỗi ngày có bận rộn, tín chủ cũng nên duy trì thường xuyên việc tập luyện thể dục thể thao. Để duy trì sức khỏe tinh thần luôn tốt, thì tín chủ cần giữ suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện, luôn mở lòng với mọi người và giúp đỡ những người xung quanh khi có thể. Bên cạnh đó, mỗi lúc phải đối với những vấn đề gây ra quá tải cho bản thân, tín chủ nên dừng lại một chút và làm những việc giúp tinh thần thoải mái trở lại trước khi suy nghĩ đến phương án giải quyết. Ngoài ra, việc bắt đầu một sở thích mới đôi khi sẽ giúp tinh thần của tín chủ thêm tươi trẻ khi bước vào tuổi trung niên. Chẳng phải việc đi du lịch khắp nơi, làm món bánh mình thích, học một nhạc cụ mới hay bỏ phố về vườn cũng là cách sống đời tự do hay sao? Độ tuổi 45, tín chủ sẽ phải chứng kiến nhiều biến động trong các mối quan hệ, một số người gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già. Một số người cảm thấy con cái trưởng thành quá nhanh và không tìm được tiếng nói chung, một số khác lại rơi vào cảnh cô đơn khi không có ai bên cạnh. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, thế nên cách tốt nhất vẫn là tín chủ nên vun đắp cho các mối quan hệ từ hôm nay. Đối với những người thân trong gia đình, tín chủ nên duy trì việc giao tiếp thường xuyên với nhau, điều này có thể được thực hiện thông qua việc tâm sự, chia sẻ cảm xúc hay du lịch cùng nhau. Có như vậy các thành viên mới thêm thấu hiểu và sợi dây kết nối gia đình mới thêm bền chặt. Khi gia đình hạnh phúc, tinh thần và cuộc sống của chúng ta cũng trở nên tự do và tươi mới hơn. Đối với các mối quan hệ xã hội cũng vậy, ở bất cứ thời điểm nào trong đời, tín chủ cũng cần có bạn bè. Ở tuổi trung niên, chúng ta cũng cần những người bạn đồng lứa để có thể chơi cùng.
và chia sẻ những vấn đề tương tự nhau. Vì thế, việc duy trì và liên tục bổ dưỡng với bạn bè tốt ở tuổi trung niên cũng rất quan trọng, đáng để tín chủ phải để tâm và đầu tư thời gian. Ít nhiều trong chúng ta đều có cảm giác ngại ngùng hoặc khó chịu khi phải sống phụ thuộc vào một ai đó. Khi bước vào tuổi trung niên, với tính tình có phần thay đổi, có thể tín chủ càng khó chịu hơn nếu phụ thuộc hoàn toàn vào việc chăm sóc của con cái. Vì thế, độc lập tài chính tuổi trung niên là phương pháp chuẩn bị tốt nhất cho mỗi tín chủ. Quý tín chủ Canh Thân thân mến, sau đây là vận trình cuộc đời của tín chủ từ năm 44 tới 60 tuổi. Thứ nhất là về sự nghiệp, công việc. Từ 44 tới 60 tuổi là thời điểm sinh sôi của Canh Thân. Tín chủ có mệnh giàu nhưng không có mệnh nhàn, có mệnh kiếm được nhưng không có mệnh nằm một chỗ mà thành công. Vậy nên chủ sinh sôi này tượng trưng cho sự may mắn, thuận lợi, có thêm bạn hàng, có thêm đối tác, có thêm quý nhân phù trợ, lẫn những người giúp đỡ. Còn lại, đi được bao xa, thành công được bao lớn thì là do bản thân tín chủ cặm cụi mà làm nên. Thời điểm may mắn này sẽ tạo cho bản mệnh những cơ hội mới trong công việc, có khả năng phát triển những hướng đi mới, những công việc mà chưa bao giờ họ làm hay suy nghĩ, những lĩnh vực mới mẻ mà tuổi này hoàn toàn chưa từng thử sức trước nay. Với tín chủ trong môi trường doanh nghiệp, kinh doanh, tư nhân, tài chính thì sẽ thêm đối tác, thêm bạn hàng, thêm cơ hội, thêm sự ký kết, thêm rất nhiều yếu tố quan trọng cho sự phát triển. Cần lưu ý, tuy tín chủ là người thoáng tính, ít khi có sự ràng buộc về mặt pháp lý với những đối tượng mà họ cho là thân quen, vì bản thân họ cả nể, không muốn các đối tượng này cảm thấy lấn cấn, cảm thấy con người tín chủ nhỏ nhen, nên thường tín chủ hay giao kéo bằng miệng, chứ ít khi có sự ràng buộc chặt chẽ cho bản thân. Việc này sẽ khiến cho tín chủ nếu gặp người tốt thì vạn sự thoải mái, nhưng nếu gặp tiểu nhân thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dọa nạt chán chê, rồi cũng lại thất thoát tự bản thân gánh chịu. Tuy nhiên, trời phú cho tín chủ một khả năng thích ứng tốt, một kỹ năng sống không hoàn hảo, nhưng không ngại việc cũng chẳng ngại khó. Vậy thì chỉ cần mạnh dạn mà nắm lấy thời cơ, chuyên chú mà để tâm phát triển, thì dù có là lĩnh vực mới mẻ hoàn toàn, với người tuổi này cũng không khó để thành công. Về mặt tiền bạc, tài lộc. Thời điểm vận may sinh sôi, nên đây là một trong số những năm của sự gặt hái của tuổi này. Tuy nhiên, câu chuyện làm được nhưng không giữ được, xây dựng vất vả rồi đổ sập một đêm, chăm chỉ rồi lại may áo cưới cho người lại vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Tín chủ nhớ, không có lòng hại người thì phải có cái tâm phòng người. Bản thân mình không phải là Lý Thông, nhưng đừng để mình thành thạch xanh trong mắt người khác. Lựa chọn sống thẳng thắn, không tiểu nhân, cũng chẳng mưu kế là một lựa chọn thanh cao và trong sạch, nhưng lựa chọn quá thoáng tính, cả nể, dễ tin tưởng, để khiến người khác lợi dụng công sức của bản thân thì chỉ có thể dùng hai từ ngu muội để hình dung. Với tín chủ trong môi trường nhà nước, cơ hội để thăng tiến có, tuy rằng tín chủ không thích sự gò bó, cũng chẳng thích vận dụng quan hệ, nhưng ở đâu thì theo đấy. Nhập ra thì phải tùy tục, nếu cứ giữ cái tâm lý cứng ngắc ấy, thì tốt nhất đừng có theo môi trường nhà nước, nhớ như vậy thì sẽ cho tín chủ được nhiều sự thuận lợi và dễ dàng hơn. Năm nay, cơ hội quan lộ có, cơ hội đi học phát triển thêm vượng, nên mạnh dạn mà bứt phá tiến bộ. Đặc biệt nam tuổi này cần tận dụng tốt thời gian này để làm bàn đạp cho sự thăng tiến. Đây là năm bản lề của tuổi này trong môi trường nhà nước. Cũng cần lưu ý, năm nay sinh sôi của những điều mới mẻ, những nợ xấu nợ cũ, những bạn hàng chậm tiền, đối tác bùng tiền, họ sẽ không hoàn trả cho bạn đâu. Biết để không cần suy nghĩ, biết để khôn ra, biết để thêm lý trí, thêm kinh nghiệm, để lần này, khi cái lộc mới đã sinh ra rồi, sẽ không lại do bản thân quyết sách sai lầm mà dẫn tới hư hao. Về chuyện tình cảm và các mối quan hệ. Tuổi này đúng bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng, trong tình cảm sóng gió nhiều, thường có những cuộc tranh luận, mâu thuẫn, ghen tuông, nhưng có những lúc mãnh liệt, trào dâng. Khi làm bạn với họ, bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng bề ngoài, sôi nổi trong nội tâm, luôn biết quan tâm người khác. Canh Thân có một trái tim háo hức, ấm áp dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, vì gia đình không đủ hạnh phúc trong thời thơ ấu. Họ hy vọng rằng tổ ấm sau này của mình có những người bạn đồng hành ấm áp và bền chặt. Nữ tuổi này đặc biệt phải thận trọng khi yêu, kẻo bị người đời lừa lọc làm tổn thương, bỏ lỡ một cuộc hôn nhân tốt đẹp trong cuộc sống vợ chồng. Bạn không am hiểu lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại rất mực thủy chung son sắt, hết mực yêu thương bạn đời và con cái, chỉ là cuộc hôn nhân có thể buồn tẻ và không lãng mạn. Tất cả những điều này có thể được thay đổi khi có con, việc ở bên đứa trẻ có thể truyền cảm hứng cho sự sơ nổi và vui vẻ của bạn. Về các mối quan hệ. Bạn bè tín chủ có, nhưng khi gặp chuyện thì đơn độc giải quyết, chứ ít khi biết nhờ vả ai. Thị phi tín chủ nhiều, đồn đại về tín chủ cũng lắm.
nhưng chắc cũng đã qua lâu rồi cái thời Tín Chủ đi cặm cụi giải thích thanh minh, bình yên không đến từ lời thiên hạ phán xét, mà đến từ bản thân tâm thái của mình, có phải vậy không Tín Chủ? Canh Thân tình cảm với gia đình, nhưng họ lại hay cãi vã với cha mẹ, không phải họ bất hiếu, mà trời sinh họ ra như vậy, họ thân thiết với anh chị em, đối xử trân quý các mối quan hệ, máu mủ ruột thịt, họ như mặt trời ban trưa, như chúa Sơn Lâm cao ngạo, chân thành và rực rỡ, tình cảm xen lẫn với thoáng tính, chẳng màng thiệt hơn. Về sức khỏe, bạn nên lưu ý sức khỏe về tim mạch, mắt, nhất là những ai đã có mầm bệnh, nên đi kiểm tra nếu thấy dấu hiệu bất ổn. Kể cả vấn đề tiêu hóa, vấn đề sức khỏe gây ra bởi chế độ ăn uống sẽ là vấn đề phổ biến nhất. Ở giai đoạn đầu của tuổi trung niên, tình trạng thể chất của bạn tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Nếu bạn không chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, sức khỏe của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Quý Tín Chủ tuổi Canh Thân thân mến, chọn tuổi Sông Đất, Sông Nhà 2024 hợp mệnh với gia chủ sẽ mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người Sông Đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó, như vậy tuổi Sông Đất sẽ mang lại cát khí và tài lộc cho gia đình. Các tuổi Sông Đất tốt với người tuổi Canh Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tý 1972, tốt, Mậu Tý 1948, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Canh Tý 1960, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Tân Dậu 1981, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Bính Tý 1996, khá, Kỷ Sửu 1949, trung bình, Giáp Thìn 1964, trung bình. Các tuổi Sông Đất xấu với người tuổi Canh Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Quý Tỵ 1953, xấu, Đinh Hợi 1947, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Mậu Dần 1998, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu. Bản mệnh Canh Thân nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để Sông Đất đầu năm. Như đã biết, tục Sông Đất, Sông Nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ Sông Đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để Sông Đất, Sông Nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay Sông Đất, Sông Nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi Sông Đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi Sông Đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 3 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi Sông Đất hoặc nhờ người tới Sông Đất nhà mình cô bác nhé.
Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2023, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn, giúp Tân Dậu gặp hung hóa cát, đón năm mới may mắn bình an. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết, thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ ba, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm. Thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lạy, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn, sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm. Cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Tín chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đặc biệt chú ý, sau đây là một số hiểm họa tín chủ có thể gặp từ năm 44 tới 60 tuổi, hãy chú ý theo dõi để tránh được nhé. Hiểm họa thứ nhất, tiêu xài hoang phí. Có rất nhiều tín chủ ở đây kiếm được rất nhiều tiền, nhưng dường như họ chẳng bao giờ giữ được bởi thói quen tiêu xài hoang phí. Không chỉ hoãn được cảm xúc sung sướng của mình, lục lại tủ đồ của tín chủ mà xem bộ quần áo nào chưa từng mặc không, hãy xem lại tủ đựng đồng hồ xem hiện tại, bạn sưu tập được bao nhiêu chiếc, để ý lại tủ giày, xem chật chưa mà bỏ bớt đi, thử làm theo lời tôi nói đi, bạn sẽ nhận ra mình đã tiêu xài hoang phí như thế nào. Tín chủ đã từng đang đi dạo phố, bỗng nhìn thấy một bộ quần áo mới, lao vào mua, thấy bạn bè có chiếc iPhone mới, cũng mua theo bằng được. Thấy bạn bè có ô tô mới, tín chủ cũng lấy tiền tích trữ để đổi lấy một chiếc ô tô mới. Trong khi đó, nếu không có những thứ ấy,
thì cuộc sống của bạn vẫn bình thường từ trước đến nay, tức là những thứ đó chưa thực sự cần thiết. Chính điều này khiến cho tín chủ làm được, nhưng không giữ được, kiếm ra được nhưng cuối tháng lại chẳng thấy tiền đâu, thậm chí sau khi lấy lương, không đủ để trả cho những khoản đã vay trước đó để tiêu xài. Để hạn chế được việc tiêu xài hoang phí theo cảm hứng của bản thân, thì trước khi bạn muốn chi tiền cho bất cứ hoạt động gì, hãy chậm lại khoảng 24 giờ để bạn suy nghĩ, cân nhắc xem có thực sự cần thiết không. Nếu nó thực sự cần thiết, như thực phẩm giúp ích cho sức khỏe hoặc là những đồ dùng phục vụ cần thiết cho công việc, cuộc sống, thì bạn nên mua. Còn nếu chỉ là sở thích nhất thời, thì bạn ơi, hãy cố gắng kìm nén lại chúng, rồi sẽ có một ngày bạn nhận được thành quả và tốt đẹp từ hành động đó. Bên cạnh đó, hãy lập cho mình một bảng chi tiêu hàng tuần, hàng tháng, để bạn kỷ luật hơn trong việc chi tiêu. Hiểm họa thứ hai, sinh ly tử biệt. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của cuộc đời con người. Dù là người có địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo, trai hay gái, đều trải qua bốn giai đoạn này, tín chủ hay bất kỳ ai trải qua điều này đều cực kỳ đau đớn và sụp đổ trong lòng. Việc mất người thân cũng có thể gây ra sự thay đổi trong vai trò và trách nhiệm của tín chủ. Ví dụ khi mất cha mẹ, tín chủ có thể phải đối mặt với trách nhiệm chăm sóc gia đình cùng các vấn đề pháp lý. Khi mất người bạn đời, tín chủ có thể phải đối mặt với việc sống cuộc sống đơn độc, cô đơn khi về già. Vậy nên, ngay từ bây giờ khi còn có thể, hãy trân trọng những giây phút khi còn được ở cạnh những người thân yêu của mình, đặc biệt là bố mẹ già. Hãy làm những gì tốt đẹp nhất cho cha mẹ của mình, vì ông bà đã cả đời khổ vì tín chủ rồi, và nếu sau này họ có ra đi, thì đó là quy luật cuộc sống rồi, lúc đó nên giữ cho mình tâm an lạc và bình yên, để thản nhiên đón nhận mọi thứ, thay vì sợ hãi né tránh và ôm sự lo lắng trong lòng. Điều đó còn có thể giúp người sang thế giới bên kia được yên lòng. Bạn có thể khóc, có thể buồn, nhưng bạn phải nhanh chóng sốc lại tinh thần để tiếp tục kinh qua những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Hiểm họa thứ ba, cả nể cho vay mượn. Các tín chủ ở độ này đã có được sự nghiệp kha khá và có khoản tiền dự trữ. Điều này làm cho họ trở thành đối tượng thu hút của một số đối tượng lười làm, ham ăn, chuyên đi vay tiền, biệt là những người anh em họ hàng, có khi là xa lơ xa lắc, đổ lốt anh em thân tín đến vay, mà nếu vay sau đó trả thì cũng chẳng sao. Nhưng đây vay xong lại muốn cũng cả luôn, không muốn trả lại, hoặc muốn được trả có lẽ tín chủ phải quỳ lạy dưới chân, cầu xin 3 ngày, 3 đêm mất. Điều này khiến tín chủ vô cùng khổ tâm, không cho vay thì bảo ích kỷ, anh em không giúp đỡ, còn cho vay thì mất cả anh em lẫn tiền. Để tránh hiểm họa này, tín chủ hãy thẳng thắn từ chối yêu cầu mượn tiền của người khác, có thể bạn có lý do riêng, ví dụ như kế hoạch tài chính của mình, hoặc đơn giản chỉ là bạn không muốn cho mượn tiền. Nếu bạn không muốn nhận lời đề nghị mượn tiền, hãy nói không một cách rõ ràng. Ngoài ra, tín chủ có thể gợi ý cho người muốn vay tiền một vài phương án khác để giải quyết tình huống tài chính của họ. Gợi ý cho họ có thể tìm kiếm nguồn vốn từ các nguồn khác, tìm cách tiết kiệm hoặc hỏi xem có ai khác có thể giúp được. Thật phúc phần cho tín chủ nào đang nghe đến đây, quý tín chủ canh thân thân mến, Đức Phật dạy rằng chỉ cần tu dưỡng ba điều này, cả đời nhất định hạnh phúc nhiều ân đức. Hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo, ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoại trừ cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà trong lòng thấp thỏm hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngả lưng nằm trên bãi cát, bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể của ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi, nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào, hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: hãy tìm 5 con cá hoặc tôm, rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày, trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn. Nhưng vẫn cặm cụi đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển, ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi nỗi xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ 3, tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết:
sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết, và lại cuốn đi. Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế, thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Từ câu chuyện trên chúng ta có thể rút ra 3 bài học cuộc đời như sau. Thứ nhất, nghỉ ngơi. Thứ hai, cho đi. Thứ ba, buông xuống. Và sau đây là 15 bài học theo lời Phật dạy, giúp cuộc sống hạnh phúc hơn. 1. Yêu quý hết thảy muôn loài. Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu, đây là chân lý muôn đời. 2. Con không là những gì con nói, mà là những gì con làm. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm, thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Một con chó tốt không phải bởi vì nó sủa giỏi, một người tốt không phải bởi vì anh ta nói hay. 3. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể giác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 4. Ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim. 5. Lời nói có sức mạnh, vừa có thể gây tổn thương, vừa có thể trị lành. Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy, vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành, vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. 6. Hãy cho đi và con sẽ còn mãi. Con chỉ mất khi con còn nắm giữ. 7. Không ai có thể đi giúp ta. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. 8. Niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt khi ta biết sẻ chia. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 9. Hòa nhã với tất cả. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời con sẽ lâm vào những cảnh ấy, từ bi với mọi chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo. Mỗi chúng sinh có những nỗi khổ riêng, một số chịu khổ quá nhiều, số còn lại chịu khổ quá ít. Hãy chỉ dạy 3 sự thật này cho chúng sinh, là một trái tim nồng hậu, là lời nói hòa ái, là một cuộc đời phụng sự và từ bi. Đấy là những thứ sẽ làm nhân loại đổi mới. 10. Đừng tin vào mọi thứ, con được dạy phải tin. Đừng dễ dàng tin vào bất cứ điều gì, bởi vì con đã nghe thấy. Đừng dễ dàng tin vào bất cứ điều gì, bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì, bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì, vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy con. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống, bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến những điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.